Chuyện kinh dị lúc 1 giờ sáng, bé 2 tuổi lang thang một mình giữa đường, tài xế gõ cửa từng nhà tìm bố mẹ. Mới đây mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip về sự việc khiến cho nhiều người không khỏi hoang mang. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 18 tháng 5. Vào thời điểm này, một tài xế đang điều khiển xe ô tô lưu thông trên một đoạn đường dân sinh thì bắt gặp sự việc hết sức kỳ hữu, khiến người này không khỏi hoang mang. Một em bé khoảng 2 tuổi bất ngờ đi lang thang giữa đường, không có người lớn hay bất kỳ ai đi cùng. Tài xế sau đó vội vàng tấp xe vô lề và trấn an em nhỏ, kêu cửa tìm sự giúp đỡ. Cụ thể, người đăng video kể khoảng 1 giờ sáng ngày 18 tháng 5, anh đang lái xe trên đường về nhà ở Bình Định thì vô tình gặp một đứa trẻ khoảng 2 tuổi đi lang thang giữa đường. Anh vội vàng tấp xe vào lề đường và lại gần trấn an em nhỏ, sau đó đi gọi cửa tìm sự giúp đỡ. Ban đầu anh không dám bế em bé vì sợ rước họa vào thân nếu bị hiểu lầm là bắt cóc. Lúc sau anh lo đứa trẻ chờ lâu sẽ ra giữa đường gặp nguy hiểm nên quyết định lại bế và may mắn tìm được gia đình của em bé. Hy vọng ba mẹ em không ngủ quên để con ra đường như vậy nữa. Đây cũng là lần thứ 2 trong đời tôi gặp tình huống như vậy, anh chia sẻ. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, các ý kiến đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi biết cháu bé an toàn, đồng thời cảm kích trước hành động của tài xế và người đàn ông mặc áo đen. Một số ý kiến cũng chỉ trích bố mẹ, người lớn trong gia đình cháu bé đã không quan sát, trông coi con trẻ kỹ càng để xảy ra tình huống nguy hiểm như vậy. Qua sự việc này cũng là lời cảnh tỉnh đến các bậc phụ huynh trong việc trông coi con cái. Chỉ cần một giây lơ là, hậu quả phải trả sẽ rất đắt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tình Bà Phúc để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.